ăn ăn không nói có. Ăn không nói có ăn, là mấy người đặt điều. Ăn ai biết giơ tay ạ? Biết không, biết không? Anh không ngồi rồi. Kìa, anh không ngồi rồi. Lên. Ủa? Ủa? Ai điểm nhắc? Ừ, đội B nhắc mà. Người ta nói đội A nhắc không được đúng không anh? Đúng mà đội B nhắc. Cảm ơn nha. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Trời ơi, cái này quá dễ nè. Cái này là đối chữ nè. Một bạn tên là Kim. Kim đi du lịch ở Ai Cập thích ngắm cái gì nhất? Kim, kim tự tháp. Lên. Yeah. Câu thứ hai cũng là đối chữ dễ luôn. Bạn Ngân, bạn Lê Huỳnh Thúy Ngân. Thúy Ngân hả? Sinh ra ở Moscow thì gọi là gì? Ngân nghe. Lên. Cá nào kêu rất to? Cá hú. Lên. Em tính nói cá heo. Heo nó cũng kêu to lắm. Chúng ta đang đố chữ. Cái chữ hú thì nó liên quan tới cái câu đố. Dạ. Còn heo thì nó không có vậy. Nhà em có nuôi mà. Đây là đố chữ nữa. Bánh gì nhọn tựa răng cưa? Bánh gai. Lên. Ê, câu này dễ luôn. Thành ngữ nè, bốn chữ nè. Những người lười lao động thì thích ăn gì? Ăn ăn no rồi ngủ. Ăn no rồi ngủ là cái con em nuôi đó. Cái con em nuôi đó. Cái con nhà em có đó. Ăn ăn không nói có. Ăn không nói có là mấy người đặt điều. Ăn ai biết giơ tay ạ? Biết không, biết không? Anh không ngồi rồi. Kìa, anh không ngồi rồi. Lên. Ủa? Ủa? Ai điểm nhắc? Ừ, đội B nhắc mà. Người ta nói đội A nhắc không được đúng không anh? Đúng mà đội B nhắc. Cảm ơn nha. Tiếp tục là đố thành ngữ. Ăn gì phát đạt trong công việc? Ăn. Quá dễ. Ăn, ăn nên làm ra. Lên. Đây là một loại trái. Loại trái nào phát ra âm thanh? Trái nào phát ra? Trái này có thể là trái cây cũng được, có thể là dùng cho ẩm thực cũng được. Trái. Trái. Ớt chuông. Lên. Câu tiếp theo. Câu này khó nè. Loài vật duy nhất nào được xuất hiện trên tờ tiền Việt Nam hiện nay? Trên clip gì anh? Con vật xuất hiện trong tờ tiền Việt Nam mình á, loài vật nào? Trong tờ tiền Việt Nam hả? Con cò. Con trâu. Con gì? Con trâu. Không chính xác. Cò chứ sao? Con voi đúng không ta? Con voi đúng không? Đúng rồi. Wow. Ờ, anh nhớ rồi. Trên tờ tiền nào nhớ 1.000. Đúng rồi. Wow. Wow. Em nhớ lộn. Đúng rồi. Con voi. Thời gian gấp quá nhưng mà nhớ được con voi mà nhớ được cái mệnh giá đồng tiền là 1.000 luôn. Tăng Phúc mang về 7 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Trong 7 câu đó có một món quà của mình đó. Chàng trai à. Cảm ơn nha Hiếu ơi.